Oppo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tiếp theo là cô gái trẻ đến từ Hải Dương. Xin chào các bạn, mình là Thu Thủy. Có lẽ cái hương vị bánh giò, bánh cam, phiên chợ quê hay mùi gió thoảng nơi đồng lúa xanh ngát Hải Dương đã ăn sâu vào tâm thức của mình. Lên Hà Nội để theo đuổi niềm đam mê từ năm 16 tuổi, nhưng không giờ phút nào mình không nhớ về quê hương Hải Dương. Tình cảm ấy với mình chỉ đơn giản là buổi chợ sớm cùng mẹ làm mớ rau, cân thịt tươi hay là giây phút bận rộn bên đàn heo sau nhà. Mảnh đất ấy đã thấm bao kỷ niệm tuổi thơ, và đặc biệt nơi ấy trang chứa biết bao câu chuyện nhiệt huyết và niềm yêu ca hát của ông. Đây cháu nhớ, khi năm cháu còn ở nhà đấy, ông đã dạy cháu mấy bài hát rồi lên. Ngày 5-6 tuổi. Đã lên biểu diễn ở sân khấu này rồi. Được hát với ông rồi. Cháu còn nhớ cái bài hát về cái lúa không nhỉ? Cháu nhớ chứ, bài đấy là bài đầu tiên mà cháu được nghe từ ông hát. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đông lúa hẹn hò những mùa gặt. Chính từ niềm đam mê ca hát ấy cùng những lời động viên của ông trở thành liều thuốc, động viên, tinh thần xây góp nên niềm đam mê ca hát trong mình. Đến với chương trình Nhân tố bí ẩn mùa 2, bên cạnh sự nhẹ nhàng, mềm mại vốn có, mình sẽ cho mọi người thấy một Thu Thủy hoàn toàn khác. Hãy chờ đón và cổ vũ cho mình nhé! Chào em tên gì và em bao nhiêu tuổi, em đến từ đâu? Dạ em là Thu Thủy ạ, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Hải Dương ạ. Sau đây em xin được thể hiện ca khúc Rời của nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích ạ. Cơn mưa vừa đêm trong qua cuốn em nhưng đôi nhớ nghĩ về anh rất xa. Có lẽ đôi ta từ nay về sau đừng nghĩ đến nhau, thì tim em sẽ không vì anh phải đớn đau. Anh đâu nào hay biết chăng, mỗi khi em nghĩ về anh em thường đi rất nhanh. Phố quen khi xưa giờ đây mình anh chẳng còn bóng em, chẳng còn một chút vương vấn. Tiếc nuối làm gì vì người đã ra đi, níu kéo làm gì nỡ. Dại khờ vì có ngu ngơ, em yêu thật nhiều chẳng nghĩ gì. Em sẽ quên anh my boy vì yêu dại khờ, vì em đợi chờ từng đêm một mình ngóng trong cuộc tình về anh, về em. Vì sao đôi ta chẳng hề hay biết, vì sao một người đi qua xinh đẹp. Em khỏe chưa? Selfie gửi cho anh ngắm xem nào. Trời ơi, không được đâu, em đang bệnh xấu xí lắm.
Camera Phone F1, thiết kế chuẩn hào hoa. Camera chăm sóc sắc đẹp. Oppo Camera Phone. Dạ, em chào anh ạ. Trong bản đăng ký em có nói rằng là em hát dòng nhạc cách mạng. Thế mà bây giờ ra ngoài là hát hoàn toàn khác với những gì học trong trường được không? Dạ vâng ạ. Em có theo học dòng nhạc chính thống là em học được 6 năm rồi ạ. Đấy là ở trong trường nào nhỉ? Dạ, em học trong môi trường quân đội ạ. Em có một thời gian suy nghĩ em nên làm theo cái đam mê của bản thân em. Tức là em mong muốn là mình sẽ đi theo con đường hát nhạc nhẹ ạ. Bởi vậy đó cũng là lý do mà em đến với Nhân tố Bí ẩn mùa 2 năm nay ạ. Em muốn xem là mình có quyết định đúng đắn không và em làm được những gì, làm được đến đâu. Thì tôi cũng biết rằng là có rất là nhiều những bạn trẻ cũng vẫn đắn đo trước cái quyết định của mình khi chuyển đổi cái phong cách âm nhạc. Nhưng mà tôi vẫn thấy ở em, cái gương mặt của em, cái phong cách, cách trình diễn, cách thể hiện của em vẫn rất là sáng sân khấu. Em biết là cuộc thi Nhân tố Bí ẩn, ngoài việc ở cái mốc khởi đầu tìm ra các em thực sự có tài năng, thì vẫn muốn các em sau này thành công và tiến xa hơn bằng chính thực lực của các em. Cũng có ít người khi mà học cổ điển xong thì mình ra mình hát được nhạc nhẹ. Nhưng mà chị thấy khi mà em đây em hát thì cái phong cách biểu diễn của em, ngay kể cả cái âm nhạc mà em chọn rất là thời thượng. Nhưng chị vẫn muốn rằng em hãy nghiên cứu thêm, bởi vì em là người đã học thì em phải biết sử dụng nhiều hơn nữa. Đấy là ý kiến của chị. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Hơi khắt khe với cô quá đấy nhá. Anh nghĩ là tại vì là biết sao, các anh chị đây đã thấy rất là nhiều tiết mục rồi. Về cái mặt bằng chung hiện giờ là em đang hơn, rất là sáng sân khấu, hát hay, đẹp. Cô có đẹp hơn là... người yêu anh không anh ơi? Hả? Có đẹp hơn người yêu anh không? Thôi mình không so sánh nhỉ? Làm sao mà so sánh như thế được? Em chuyển sang dòng nhạc này nên là tất cả những gì mà em đã thể hiện qua ca khúc vừa rồi là những gì mà em đang rất là cố gắng. Thế cô giáo có biết em hát như này, cô giáo có thích không? Cô giáo đang dạy em. Cô có nói với em là tuổi trẻ chỉ đi qua rất nhanh, nên là cô ủng hộ em nếu như mà em theo đuổi, cố gắng theo đuổi đam mê của mình. Thật ra mình khi mình hát, cái tiếng hát của mình chính là câu chuyện rồi. Giọng hát của mình là câu chuyện đời của mình, là tâm hồn của mình. Chị thấy rằng là em đúng là như vậy. Tức là một cái tiết mục nó vừa phải. Chị đồng ý. Anh đồng ý. Chị nói luôn, chị đồng ý. Rồi, ba cái đồng ý rồi, em vô rồi. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh chị. Xin chúc mừng Thu Thủy đã giành được tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Hy vọng cô gái trẻ của chúng ta sẽ mang đến nhiều màu sắc hơn nữa trong những vòng thi tiếp theo.